Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay đồng hồ cổ Giang Hằng bên em đưa lên giới thiệu và giao lưu đến với các bác đây là một chiếc đồng hồ cassette 8 gông 8 búa nổi tiếng thương hiệu của nước Pháp các bác ạ. Thông thường thì hàng ngày thì em có đưa lên giao lưu đến với các bác những chiếc ô đô từ zin từ máy 8 nâng lên máy 10. Thì hôm nay đồng hồ cổ Giang Hằng bên em cũng đưa lên giới thiệu và giao lưu đến với các bác đây là một chiếc đồng hồ cassette 8 gông 8 búa. Và nói về cái dòng thương hiệu cassette này thì cũng rất có nhiều bác là cũng đã biết rồi cái đời dòng cassette của máy 8 này. Thì nó chỉ đứng sau dòng Odo 368 thôi các bác ạ. Còn nói về chất âm của nó thì quá hay và quá đỉnh luôn. Nó cũng không kém gì một chiếc Odo 368 đâu. Nhưng mà giá thì lại bình dân và hợp lý. Nhất là các bác mới chơi mà sưu tầm và lựa chọn được một chiếc đồng hồ cassette với cái thương hiệu cassette này thì quá là đỉnh luôn các bác ạ. Và mã số của chiếc đồng hồ hôm nay em giao lưu đến với các bác đây là 688 các bác nhé. Và kích thước chiều dài của nó là 70 và rộng 35. Vâng, bên em giao lưu đến với các bác với giá là 7,8 triệu các bác ạ. Vâng, một cái giá mà quá là bình dân và hợp lý. Mà nói về cái chất âm của nó thì quá là đỉnh luôn. Và cái dòng đời cassette này thì máy size to, vách dày thì chạy là quá khỏe luôn các bác ạ. Thì bác nào quan tâm đến chiếc đồng hồ cassette này, em giao lưu với các bác với giá là 7,8 triệu. Thì các bác cứ liên hệ cho em theo số máy 0355 005 943 là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định các bác nhé. Vâng, đến với một chiếc đồng hồ cassette này thì em cũng xin quay gần để cho các bác và nói chi tiết từng cái chi tiết máy và những cái gì có thể thay thế thì em cũng xin nói rõ luôn là chiếc thùng này là được bên em là lấy một chiếc thùng nội chất liệu bằng gỗ thịt, gỗ rổi các bác nhé. Vâng, chất liệu bằng gỗ thịt và đã lấy chuẩn kích thước của mẫu một chiếc thùng zin tay và đã lắp lên cho một chiếc đồng hồ cassette này. Thì cái thùng của nó thì nó vận chuyển về thì nó đã bị hỏng và đã được bên em thay thế vào một chiếc thùng nội cao cấp, thùng đẹp các bác nhé. Dáng thùng quá đẹp luôn. Vâng, và bên dưới là kính ra kim cương, quá hoàn hảo. Và bên trên là những cái đường chạm đục quá sắc nét các bác. Và chiếc thùng thì cũng được bên em là đặt riêng các bác nhé. Và chiếc thùng đóng rất kỹ và chắc chắn và lịch lạc. Và em sẽ đi gần vào bên trong cho các bác cùng ngắm nhìn cho em cái chiếc thùng bên em đã tuyển chọn, đóng rất chắc chắn và kỹ lưỡng luôn. Từ những cái nẹp kính này các bác nom này, quá kỹ lưỡng và bản lề của nó cũng là bằng đồng hết các bác nhé. Và bên dưới là kính rào đây. Và cái mặt của nó thì em cũng xin nói rõ luôn là cái mặt thì về nó đã bị theo thời gian thì nó đã xấu quá rồi. Và đã được bên em thay vào một cái nền mặt Odo các bác nhé. Mặt Odo bên cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng bên em thì luôn nói rõ và nói chi tiết và cái gì mà mình thay thế thì bên em sẽ nói rõ để cho các bác yên tâm các bác chơi. Và cái quả lắc này thì zin nguyên bản của nó các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ test cái bản Westminster mà chất âm của 8 gông đồng mà của dòng đời cassette này thì âm của nó quá là đỉnh luôn các bác ạ. Và sau đây em sẽ xin test chuông các bác nhé. Thank you.
mà 8 gông đồng của nó thì quá là đỉnh rồi. À, cũng rất nhiều bác mà cũng đi săn lùng và sưu tầm một chiếc đồng hồ cassette ấy. Vì cái dòng đời cassette thì luôn luôn là âm của nó hay, nhưng mà nó phải là 8 gông đồng này này các bác này, thì âm của nó quá hay luôn, nó cũng không kém gì chiếc 368 đâu, mà giá thì nó lại hợp lý và bình dân nữa. Cho nên các bác cứ lựa chọn cho em, nếu mà nhất là các bác mới chơi thì các bác cứ nên sưu tầm một chiếc đồng hồ cassette thương hiệu cassette này, thì âm của nó quá là hay luôn. Đây em sẽ quay gần cho các bác cùng ngắm nhìn cho em bộ máy. Bộ máy thì còn đẹp zin nguyên các bác nhé, bộ máy đẹp và zin nguyên bản luôn. Và cái dòng đời cassette này máy size to, vách dày đây, thì nó chạy rất khỏe các bác nhé. Và đã được bên em lau dầu và cân chỉnh máy hoạt động chạy ổn định rồi. Các bác chỉ có việc về treo và chơi thưởng thức cái âm thanh của chất 8 gông đồng, thì âm của nó quá sang tiếng luôn các bác ạ. Nó chỉ đứng sau của chiếc đồng hồ Odo 368 thôi, mà giá thì nó lại quá là bình dân và hợp lý. Mà máy móc thì bên em đã lau dầu và cân chỉnh rồi các bác nhé. Các bác chỉ việc về treo và chơi thưởng thức một chiếc đồng hồ cassette 808 búa, mà cái chất âm của nó quá hay, quá đỉnh luôn các bác ạ. Máy móc thì em đã lau dầu và cân chỉnh với một chiếc đồng hồ cassette này, thì bên em giao lưu với giá là 7,8 triệu. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em nhé. Và kênh đồng hồ cổ Giang Hằng bên em cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác, luôn quan tâm và luôn chia sẻ những cho đồng hồ cổ Giang Hằng bên em, và nhấn vào nút đăng ký để cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng bên em đưa lên những cái mẫu mã mới để giao lưu cùng với các bác. Vâng, em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.